Ngày 24 tháng 4, Thượng Hải tiếp tục báo cáo 39 ca tử vong do COVID-19 trong ngày thứ 7 liên tiếp. Đây cũng là ngày thành phố thông báo số ca tử vong nhiều nhất trong đợt dịch mới, gấp 3 lần một ngày trước đó là 12 ca. Trong ngày 23 tháng 4, thành phố này ghi nhận thêm hơn 21.000 trường hợp dương tính mới. Số ca mắc mới quay trở lại mốc 20.000 đã phá vỡ xu hướng giảm trong tuần qua, phủ bóng đen lên những nỗ lực chống dịch của thành phố, khiến cư dân lo ngại và tiếp tục làm chậm tốc độ mở cửa của Thượng Hải. Ủy ban Y tế thành phố Thượng Hải cho biết sẽ tiếp tục kết hợp xét nghiệm kháng nguyên và axit nucleic trên diện rộng theo phân vùng rủi ro. Người dân tại các khu vực kiểm soát do có các bệnh vẫn được yêu cầu không ra khỏi nhà.